ngoài trời sáng tỏa lan. Chúa kẻ bần hàn đấng tặng ban, dọi dẫn nhân tâm cuối xin Ngài. Lạy đấng ôi an của tâm nước chảy tuôn, vất vả lao lực bên cây trông, Ngài lau khô lệ cho mi an. Linh quang diệu hiền xin chiếu rọi tâm tư, cho cõi hồn tin hiểu trinh trọng. Không ơn phù trì phàm xác nhân bụi trần, tội khó khăn xa rời hỡi người. Xóa hết lỗi lầm cho mãi được sạch trong, xin chữa lành thương vết lâu năm. Cứng uốn cho mềm lành sưởi bên than hồng, và những sai lầm được uối an. Cậy tín chung Thiên Chúa vững vàng, dám xin ơn Ngài khấn tặng ban. Những ai vững vàng Chúa thượng công, đời sống đức độ và tín chung. Tuần Cửu Nhật xin ơn Chúa Thánh Thần ngày thứ sáu, Thánh Thần hoa quả từ tâm. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần. Thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống,
soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ con đến cùng Cha và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Lời cầu. Lạy Cha Chí Thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Xin hoa quả từ tâm của Thánh Thần xuống trên chúng con, giúp chúng con đường nên một trong Chúa Cha và Chúa con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Xin hoa quả từ tâm của Thánh Thần xuống trên chúng con, giúp chúng con nhận biết Chúa chẳng bỏ rơi chúng con bao giờ. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Bây giờ con đến cùng Cha và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Xin hoa quả từ tâm của Thánh Thần xuống trên chúng con, giúp chúng con hưởng trọn vẹn niềm vui của Chúa Giêsu. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Xin hoa quả từ tâm của Thánh Thần xuống trên chúng con, giúp chúng con biết chiến đấu với những thói hư tật xấu. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Xin hoa quả từ tâm của Thánh Thần xuống trên chúng con, giúp chúng con biên đón nhận Chúa Giêsu để đường nên công chính. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho chúng con dành trọn 50 ngày để cử hành mầu nhiệm vượt qua. Xin tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần để các dân tộc trên thế giới tuy nhiều ngôn ngữ bất đồng được hiệp nhất cùng nhau mà tuyên xưng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Ca tiếp liên. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến và từ trời tỏa ánh quang minh của Ngài ra. Lạy Cha kẻ cơ bẩn, xin Ngài ngự đến, đừng ban ân huệ, đừng soi sáng tâm hồn, xin ngự đến. Lạy đấng an ủi tuyệt vời, là khanh cho hiền lương của tâm hồn, là đấng uy lão dịu dàng, Chúa là sự nghỉ ngơi trong cánh lầm than, là niềm an ủi trong lung lệ rơi. Ôi sự sáng chưa chan hồng phung, xin chiếu soi tràn ngầm tâm hồn tín hữu của Ngài. Nếu không có Chúa trợ phù, trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội. Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tươi gọi chỗ khô khan,
và chữa cho lành nơi thương tinh. Xin uôn năn điều cưng coi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng, chỉnh đốn lại chỗ trần đường. Xin Chúa ban cho các tín hữu là những người tin cậy Chúa được ơn bấy nguồn. Xin ban cho họ được huân nghiệm nhân đức, được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỷ đời đời. Kinh xin bày ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu Kitô, trước khi về trời, Ngài đã hứa ban Thánh Thần để hoàn tất công việc của Ngài nơi tâm hồn các tông đồ và các tín hữu. Xin đoái thương ban cùng một Thánh Thần ấy trong con, để Ngài hoàn tất nơi tâm hồn con công việc của hồng ân và tình yêu Ngài. Xin ban cho con thần khí của ơn khôn ngoan, để con xem thường những sự trong qua của thế gian này, mà chỉ khao khát những sự tồn tại đời đời. Xin ban cho con thần khí của ơn thông minh, soi sáng tâm trí con với ánh sáng sự thần của Chúa. Xin ban cho con thần khí của ơn biên lo liệu, để con luôn biết chọn con đường chăng chăn làm đẹp lòng Chúa và được hưởng phúc thiên đàng. Xin ban cho con thần khí của ơn sức mạnh, để con có thể mang thầm ra mình bước đi theo Chúa với sự can đảm, và để con có thể vượt qua mọi chướng ngại vật ngăn cản ơn cứu độ ban cho con. Xin ban cho con thần khí của ơn hiểu biết, để con có thể biên Chúa và biên con hầu lớn lên trong ý thức của các thánh. Xin ban cho con thần khí của ơn đạo đức, để con tìm đường ngọt ngào và nhã nhặn trong sự phụng vụ Chúa. Xin ban cho con thần khí của ơn kính sợ Chúa, để con đường tràn đầy lòng tôn kính Chúa và ghê sợ bất cứ điều gì làm buồn lòng Ngài. Xin ghi dấu trên con với dấu ấn những người tông đồ chân chính của Chúa, và làm con trở nên sinh động trong mọi sự với Thánh Thần của Chúa. Ôi lạy Chúa Thánh Thần, thần khí của sự thần, xin ngự đến trong tâm hồn chúng con. Xin chiếu soi ánh sáng trên mọi dân tộc, để họ có cùng một đức tin và làm đẹp lòng Ngài. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến cánh tân đôi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến, soi sáng trí khôn, tiếp nhận muôn lòng. Chúa ơi, khấn xin ngự đến đổ tuôn muôn ơn phù giúp chúng con. Xin thương soi dẫn nhân tâm, lưu theo thần khí bước trong bình an. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến cánh tân đôi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến, soi sáng trí khôn, hiệp nhất muôn lòng. Đức Chúa Trời sai Thiên Thần truyền tin cho dân thánh Đức Bà Maria. Và dân thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Hỡi Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Này tôi là tôi ta Đức Chúa Trời, tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Kinh mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng ấy ngồi thứ hai xuống thế làm người, và ở cùng chúng con. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm người. Thì xin vì công ơn con Chúa chịu đàn chịu chết trên cây thánh giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.